Ít nhất 19 người đã thiệt mạng do lũ quét và sạt lở đất xảy ra ở tỉnh Tây Sumatra của Indonesia vào cuối tuần qua. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang đẩy nhanh việc tìm kiếm 7 người vẫn đang còn mất tích. Mưa lớn liên tiếp trong nhiều ngày đã khiến các dòng sông tràn bờ, hàng nghìn tấn bùn đá trút xuống, 14 ngôi nhà bị chôn vùi, hơn 20.000 ngôi nhà bị ngập, 8 cây cầu bị sập, 80.000 người dân phải sơ tán đến nơi trú ẩn tạm thời. Mưa lớn gây ra lở đất và lũ quét thường xuyên ở Indonesia, nơi mà hàng triệu người dân sống ở vùng núi hoặc gần vùng ngập lũ.